Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh Trong video ngày hôm nay Thầy sẽ cùng các em đi chữa các dạng toán về so sánh phân số Dạng toán nâng cao Đây là một cái, trong những cái dạng toán mà phụ huynh thường gặp nhiều Và học sinh thường gặp khó khăn trong các dạng bài tập này Trong bài tập 1 này thầy có 4 ví dụ như sau Mỗi ví dụ thầy sẽ đưa ra một cái phương pháp giải riêng nhé Ví dụ đầu tiên, ví dụ A này 16 phần 27 và 15 phần 29 Đề bài yêu cầu chúng ta là không quy đồng mẫu mà hãy so sánh phân số. Như vậy chúng ta sẽ không được quy đồng mẫu hoặc phân quy đồng tử. Thì nếu như chúng ta không quy đồng thì chúng ta sẽ so sánh như thế nào? Với câu A nhé, chúng ta so sánh giữa 16 phần 27 và 15 phần 29. Chúng ta có nhận xét như sau này. 27 trừ đi 16 thì bằng 11. 29 trừ đi 15 thì bằng 14. Như vậy thì hiệu của mẫu trừ cho tử là hai số khác nhau như vậy chúng ta sẽ không thể so sánh thông qua phép tính một trừ đi phân số đó được và chúng ta có một nhận xét như sau tử số bé hơn mẫu số của phân số thứ hai với cái dạng toán này thì chúng ta sẽ so sánh thông qua một phân số trung gian cái phân số trung gian nó sẽ có dạng tử số của phân số thứ nhất trên mẫu số của phân số thứ hai hoặc tử số của phân số thứ hai trên mẫu số của phân số thứ nhất. Cụ thể trong cái bài tập này thì chúng ta có thể so sánh thông qua phân số 16 mẫu số thứ hai là 29 hoặc 15 phần 27. Vậy chúng ta cùng so sánh nhé ta à, có này 16 phần 27 so sánh với 16 phần 29 thì hai phân số này cùng tử số thì phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Và chúng ta có 15 phần 29 so sánh với 16 phần

16 phần 27. Vậy chúng ta sẽ có. Vậy 15 phần 29 sẽ bé hơn 16 phần 27. Như vậy chúng ta đã vừa so sánh được hai phân số 15 phần 29 và 16 phần 27 thông qua phân số trung gian đó là gì nhỉ? 16 phần 29. Cũng ví dụ A này chúng ta sẽ so sánh thông qua phân số 15 phần 27 các em nhé. Thông qua phân số 15 phần 27 này. Vẫn câu A thôi. Ta, ta có này. 16 phần 27 so sánh với 15 phần 27 thì 16 phần 27 sẽ lớn hơn đúng không? Và chúng ta so sánh giữa 15 phần 29 so sánh với 15 phần 27. Thì phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Như vậy 15 phần 29 bé hơn 15 phần 27. Để chúng ta có. Chúng ta nhìn thấy này. 15 phần 29 bé hơn 15 phần 27. Và 15 phần 27 bé hơn 16 phần 27. Vậy 15 phần 29 bé hơn 16 phần 27. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong ý A. Nó là một dạng toán liên quan tới phần so sánh phân số mà không cần quy đồng. thì Chúng ta sẽ dựa vào một cái phân số trung gian. Thì chúng ta nhớ cái dạng toán đó như sau cái dạng toán đó sẽ có tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất bé hơn mẫu số của phân số thứ hai như vậy chúng ta sẽ có hai phân số trung gian bằng tử số thứ nhất trên mẫu số thứ hai hoặc tử số thứ hai trên mẫu số thứ nhất và hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy